Chào Nị. Nị ơi, mình vẫn hay nghe nói cái cụm từ người họa sĩ. Vậy Nị có bao giờ nghe cái cụm từ gọi là họa sĩ tinh tinh chưa Nị? Cách đây hơn nửa thế kỷ trước á, đã từng có một chú tinh tinh trở thành một họa sĩ rất nổi tiếng. Thật đó Nị, tên của chú á, là Congo. Tranh của chú nổi tiếng tới mức á, đã được đem đi triển lãm và được những họa sĩ nổi tiếng như là Picasso hay là Joan Miró mua với giá cao luôn nha. Người ta thậm chí còn gọi chú là Picasso của loài khỉ. Câu này thì cô thấy nó hơi sai sai. Tại thì khỉ có biết Picasso là ai đâu mà mình so sánh như vậy. Theo như những cái nhà phê bình nghệ thuật á, thì tranh của chú thường sẽ vẽ theo hình rẽ quạt, tương tự như cách bượn lót lá để làm tổ này. Thì trên nền đó chú sẽ tự lựa chọn màu sắc để hòa hợp mọi thứ với nhau. Và chú sẽ ngừng lại khi cảm thấy bức tranh đã hoàn tất. Thì Dương Nghị thấy á, cô nghĩ là dù chú không có vẽ ra hình thù gì rõ ràng cụ thể hết á, nhưng mà cách sử dụng màu sắc nè, đường nét và cả bố cục cho thấy thật ra chú có vẻ như là có một cái óc thẩm mỹ nhất định á. Trích lời của ông Desmond Morris, ông là một nhà động vật học, cũng là người đã hướng dẫn Congo tìm hiểu nghệ thuật á, thì ông nói là khả năng tạo ra một hình vẽ trừu tượng có kiểm soát của Congo và sau đó thay đổi theo những cách khác nhau, có nghĩa là bên trong não của vượn người đã có sẵn một cảm giác thẩm mỹ rất nguyên thủy, nhưng vẫn tồn tại ở một loài không phải con người. Khi tôi xem Congo vẽ, nó giống như chứng kiến sự ra đời của nghệ thuật. Một câu nói rất là hay nị ha. Nị xem thêm tranh của chú Congo cô gửi nè. Bye nị, mong nị thành người đàng hoàng.